Thưa quý vị, những ngày đầu năm 2021, du lịch Đà Nẵng đón tín hiệu vui khi lượng khách đến thành phố tăng trưởng ấn tượng. Kết quả này có được không chỉ từ các chương trình kích cầu, các sự kiện hấp dẫn được tổ chức nhằm thu hút khách mà còn từ những nỗ lực trong việc xây dựng môi trường du lịch an toàn. Theo thống kê từ Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng, trong dịp Tết Dương lịch vừa qua, Đà Nẵng đón hơn 50,3 ngàn lượt khách đến tham quan du lịch, tăng gần 40% so với dự kiến trước lễ. Đây chính là những con số biết nói, thể hiện sự tin tưởng của du khách về môi trường du lịch ở Đà Nẵng. Có mặt trên chuyến bay trong ngày đầu tiên của năm nay, anh Phạm Văn Đông đến từ Hà Nội cho biết, gia đình anh rất an tâm khi chọn Đà Nẵng làm điểm đến trong hành trình du lịch của mình. Trong thời gian vừa qua thì tất cả mọi người đều biết đó là do dịch Covid-19 ảnh hưởng đến du lịch rất nhiều. Nhưng mà gia đình mình vẫn quyết định chọn thành phố Đà Nẵng bởi vì thấy cái biện pháp, phương pháp phòng dịch nói chung của Việt Nam cũng như Đà Nẵng nói riêng thì mình cảm thấy rất là an tâm. Cho nên là cả gia đình mình cũng quyết định là đi thành phố Đà Nẵng du lịch đầu xuân năm mới này. Cũng chọn Đà Nẵng là điểm đến đáng tin cậy, chị Lưu Thanh Loan, tỉnh Gia Lai đã có những trải nghiệm tuyệt vời và hoàn toàn yên tâm khi đi du lịch trong bối cảnh hiện nay tại thành phố bên bờ sông Hằng. Tôi thấy rất là an toàn đối với cái sự lựa chọn của tôi khi đến Đà Nẵng. Đến với Đà Nẵng hôm nay thì tôi thấy Đà Nẵng rất là đẹp và người dân ở đây rất là thân thiện và dân ở thành phố Đà Nẵng luôn có ý thức bảo vệ mình cũng như là đề phòng bệnh cho mọi người. Và đến với Đà Nẵng thì tôi thấy Đà Nẵng rất có nhiều lễ hội và đặc sắc và tôi thấy cái ấn tượng và tôi thích Đà Nẵng. Theo Sở Du lịch thành phố, trong suốt thời gian qua, việc xây dựng môi trường du lịch an toàn luôn được ngành du lịch Đà Nẵng chú trọng. Đây cũng là một trong những điểm nhấn thu hút và để lại ấn tượng mạnh mẽ cho du khách. Chúng tôi vẫn tiếp tục thực hiện chặt chẽ cái chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Y tế cũng như các cái hướng dẫn của các ngành liên quan để triển khai cái công tác đảm bảo an toàn du lịch tại các cái khu điểm du lịch, tại các cơ sở lưu trú cũng như là các cái doanh nghiệp lữ hành vận chuyển du lịch để đảm bảo cái môi trường du lịch Đà Nẵng ngày càng an toàn và thân thiện. Hiện tại bây giờ khách du lịch cái và vấn đề an toàn là đặt lên hàng đầu. Thì hàng ngày thì chúng tôi cũng đã trang bị khẩu trang, nước rửa tay và lau dọn các khu vực công cộng, các tay nắm cửa, các nút thang máy, những nơi tiếp xúc thường xuyên của khách hàng, nhân viên thì cũng được trang bị khẩu trang. Đặc biệt trong những cái hội nghị hoặc những cái buổi tiệc thì chúng tôi cũng có trang bị nước rửa tay sát khuẩn và khẩu trang miễn phí cho khách. Từ những nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp và ngành du lịch cũng như người dân thành phố, Đà Nẵng đã, đang và sẽ luôn là điểm đến an toàn và đáng tin cậy cho du khách trong hành trình tham quan du lịch của mình.